Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cách loại bỏ logo trên một video bất kỳ với ứng dụng Quick. Thì nhiều bạn tải những cái ứng dụng biên tập video miễn phí về. Khi mà các bạn xuất file ra thì nó sẽ gặp cái tình trạng là có cái logo bản quyền ở phía góc màn hình. Thì làm thế nào để chúng ta có thể loại bỏ những cái logo này? Hoặc là chúng ta tải video ở trên internet về. Thì có những cái video nó có logo ở phía góc hoặc là phía trên phía dưới màn hình, thì làm cách nào để chúng ta loại bỏ, thì xin mời bạn đón xem video này. Thì đầu tiên thì các bạn hãy tải cái ứng dụng Quick này về cho tôi, đúng không ạ? Ứng dụng Quick thì các bạn vào App Store, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cho tôi là Quick, đúng không ạ? Đây, thì tôi đã tải về rồi. Thì cái ứng dụng Quick này nó chỉ tương thích với lại hệ điều hành iOS mà thôi, đúng không ạ? Tương thích với iPhone đó, và yêu cầu là phải phiên bản iOS 10.0 trở lên. Rồi ok, các bạn tiến hành tải về, đúng không ạ? Và mở nó lên. Rồi bước tiếp theo thì các bạn hãy ấn vào cái dấu cộng này và thêm cái video có logo mà các bạn muốn loại bỏ vào, đúng không ạ? Rồi tôi click vô. À. Ở cái video này thì nó sẽ có cái phần logo ở phía cái dưới màn hình này, đúng không ạ? Đây, nó sẽ có cái phần logo ở dưới màn hình này, các bạn có thể thấy đây. Thì cái bước đầu tiên, các bạn hãy click vào cái phần cái bút này. Các bạn click vào cắt được không ạ? Và các bạn nhấn vô thủ công như rồi. Bởi vì khi mà các bạn thêm video vào ứng dụng Quick này thì mặc định nó sẽ cắt, nó sẽ biên tập cho chúng ta. Đây, nó sẽ biên tập cho chúng ta và nó sẽ rút ngắn video của chúng ta lại. Thì chúng ta phải click vô đây và click vô cắt và click vô thủ công để có thể giữ nguyên cái hiện trạng video, đúng không ạ? Rồi chúng ta nhấn OK. Và đây các bạn nhấn Grammy thôi. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cái phần, các bạn có thể thấy này, cái phần logo ở dưới đây. Và tôi sẽ tiến hành xóa cái phần logo này đi. Ví dụ những cái video mà các bạn biên tập bằng Kinemaster chẳng hạn thì nó sẽ có ở cái phần logo phần góc này, đúng không ạ? Thì ở đây thì nó có ở phần dưới này hoặc là phần trên này thì các bạn làm cũng tương tự. Rồi bước tiếp theo thì các bạn click vào cái phần cái claim on led này này, các bạn click vào định dạng. Thì ở đây sẽ có ba cái định dạng, nó là rạp chiếu phim, tức là khung hình ngang, phần quảng trường là khung hình vuông, và khung hình này là dành cho khung hình dọc, đúng không ạ? Đó, thì tôi thường sử dụng cái rạp chiếu phim này. Và bước tiếp theo thì các bạn có thể loại bỏ âm thanh, đúng không ạ? Loại bỏ âm thanh bằng cách click vào cái phần nốt nhạc này, click vào cái phần nốt nhạc này và click vô là không âm thanh luôn. Rồi bước tiếp theo thì các bạn tiếp tục click vào cái phần keyboard, đúng không ạ? Các bạn sẽ click vào phần keyboard, các bạn click vô điều chỉnh. Và đây các bạn sử dụng hai ngón tay, các bạn phóng to cái video này lên cho tôi, đúng không ạ? Rồi các bạn kéo xuống này, đó thì nó sẽ mất cái phần logo, phần chữ ở phía dưới cái video này. Đó, đấy là xong cái công việc của chúng ta. Chúng ta nhấn OK. Công việc tiếp theo chúng ta nhấn OK. Rồi chúng ta lưu lại thôi. Đó, đấy là cái cách mà chúng ta có thể loại bỏ logo, đúng không ạ? Rồi nhấn vào thư viện ảnh để lưu. Đó. Đó là cái cách mà chúng ta có thể loại bỏ logo. Các bạn làm tương tự, đúng không ạ, với những cái video khác. Thường thường thì chúng ta biên tập với cái ứng dụng miễn phí thì nó sẽ có những cái logo ở phía góc màn hình, logo bản quyền, và chúng ta có thể sử dụng cái cách này để chúng ta loại bỏ. Về sắp hoàn thành rồi. Sau khi hoàn thành tôi sẽ mở lại cho các bạn. Rồi các bạn nhấn vào xong đi, đúng không ạ? Rồi tôi sẽ quay trở lại cái phần thư viện này.
Rồi, vô phần thư viện ảnh. Tiếp đến thì tôi sẽ click vào cuộn camera, tôi bật lên. Thì đây các bạn có thể thấy cái logo của chúng ta đã bị mất rồi. Đó, các bạn có thể thấy được không? Cái logo của chúng ta mất rồi. Thì các bạn có thể thực hiện trên những cái video khác vô cùng đơn giản. Và như vậy là tôi đã chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể loại bỏ logo trên một video bất kỳ với ứng dụng Quick. Cái ứng dụng này tương thích với hệ điều hành iOS, iPhone, iPad mà thôi, đúng không ạ? Những cái dòng liên quan đến hệ điều hành iOS mà thôi. Và chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.